Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay nhím đến là phù dung cổ tự nha cả nhà. Có phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên. Đây có những đoàn họ đang đi tham quan nè cả nhà. Đây là cái cổng chánh. Sau khi cái cổng chánh vô thì mình đẩy xe đây, bước vô phù dung cổ tự. Cảnh này cổ xưa giống như là bên Trung Hoa cả nhà. Theo nhóm nhận xét đó, thì vậy không biết cả nhà thì sao. Nè. Phía sau là có ngôi mộ của Phù Dung. Hình như họ còn đang xây dựng thêm hay gì á, thấy các đá xi măng đang đổ đằng kia. Đây là phía trước sân, đây chắc là chấm điện hả. Đây là phía sau cả nhà, đây rất là mát nha, đây rất là yên tĩnh. Ở phía sau đó mà mình đi lên bên trên là có ngôi mộ nha cả nhà, ngôi mộ của Phù Dung cổ tự nha. Đi lên bên trên là đi phía sau nữa. Bây giờ nhím qua bây giờ khách sạn cả nhà, chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ.